Xin chào các anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong khuôn khổ video này em sẽ giới thiệu cho anh chị về ngoại thất và chi tiết chiếc xe Toyota Veloz phiên bản top, phiên bản cao cấp. Đầu tiên em sẽ giới thiệu về ngoại thất và đồng thời em sẽ giới thiệu cho anh chị về chiếc xe này cho anh chị em chưa biết. Thông tin thì cũng khá nhiều rồi. Thứ nhất là xe Veloz được phân phối thị trường miền Nam với hai phiên bản là bản top và bản tiêu chuẩn. Có dán niêm yết lần lượt cho bản top là bản 6, hiện trước mắt chúng ta đây là 688, với bản tiêu chuẩn là 648. Thì hôm nay thì em sẽ phân tích về nội ngoại thất chiếc xe bản cao cấp. Thứ nhất là ở ngoại thất trước đầu xe này có camera 60, có đèn full LED, có đèn halogen là đèn sương mù. Còn ở đây thì trước chúng ta đây tiện ở quay ở góc này sẽ cho anh chị thấy. Đây là camera đôi để nó phụ trách cái chức năng là giữ làn đường và cảnh báo tiền va chạm. Còn đây là về la răng của xe. Gương xe thì được trang bị cam trên gương phụ trách cái chức năng là cam 360. Còn đây là cảm biến của cửa, khi chạm vào là sẽ khóa và mở ra, chạm vào sẽ khóa và khi vào đến xe thì nó chạm vào cũng sẽ làm mở. Em sẽ giới thiệu cho anh chị về nội thất. Anh chị nhìn một qua về nội thất này, sau đấy em sẽ giới thiệu cho anh chị chiếc xe này có những cái gì hay ho. Hàng ghế thứ nhất, hàng ghế thứ hai, đây hàng ghế thứ ba. Xe vẫn đang chưa bóc ni lông. Xe thì đặc biệt có cái chế độ là ghế sofa cho anh chị nghỉ ngơi, nó trên cũng đường dài, nếu mình đi chỉ có 4 đến 5 người. Xe thì được trang bị khá đầy đủ. Ví dụ như là cảnh báo đêm mù trên gương này. Cái thứ hai là gương auto. Cái thứ ba là em cứ đi từ trái sang phải. Có đèn pha tự động này, cảnh báo tiền va chạm này và chống trơn trượt. Tiếp theo thì như anh chị thấy là xung quanh đều là những cái khay để cốc rồi hốc để đồ rất nhiều. Đây là cái màn hình trung tâm. Nó là nguyên một cái màn hình phía trước, nó là cái màn hình trung tâm. Màn hình có một cái màn hình lớn trước mặt chúng ta. Còn ở bên cạnh đây là cái màn hình giải trí 9 inch. Còn những cái chi tiết khác như là cam hành trình này, rồi cảm biến áp suất lốp, rồi HUD là những cái mà trang xe này lắp thêm, mà những xe này đang chuẩn bị giao cho khách rồi. Ở trên vô lăng thì là có cái phím để phụ trách cái chức năng bật tắt camera 60 này, rồi cái chế độ lái này. Ngoài ra thì cái cụm điều hòa được trang bị là điều hòa tự động, đèn nổ. Và ở cái phân khúc là 648 triệu và 688 triệu thì xe đã được trang bị là phanh tay điện tử và auto hold. Ngoài ra được trang bị thêm là sạc không dây. Xe thì được trang bị rất nhiều hốc để đồ, cốc để nước, có rất nhiều hốc hai bên nữa. Vừa rồi thì em đã soi cho anh chị về ngoại thất cũng như là một chút về chi tiết về cái nội thất xe. Anh chị nào đang muốn phân vân về cái xe này có thể tham khảo thêm. Veloz thì em được làm khá nhiều video ở trên xe để em sẽ cho anh chị xem cụ thể hơn về hàng ghế thứ hai, khi mình ngồi trên xe thì cái tầm nhìn mình sẽ như thế nào. Đây là cửa gió trang ghế thứ hai này, cửa gió này, đây là núm chỉnh gió này, đèn cho hàng ghế thứ hai này, và cái dàn lạnh rất 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 lớn ở hàng ghế thứ hai, hốc để đồ rất nhiều. Đấy, vừa rồi là em ra giới thiệu trong khuôn khổ video này, em giới thiệu về nội ngoại thất và những cái chi tiết nho nhỏ khi mà anh chị ở trên xe. Nếu anh chị quan tâm thì anh chị cần tư vấn thêm về lịch xe, giá xe cũng như các cái vấn đề về xe nói chung mà xe Veloz nói riêng, thì có thể liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.